Đây là Ngọc Nữ, sẽ thay thế Ngọc Trinh trong lòng Vũ Khắc Tiệp. Quỳnh Hương sẽ là dự án thất bại hay thành công, tạo nên Ngọc Trinh thứ hai của Vũ Khắc Tiệp. Ngọc Trinh chắc chắn là thành tựu lớn nhất của bầu show, nhiều thị phi Vũ Khắc Tiệp. Nhiều người vẫn nói ông bầu này sẽ rất lâu nữa mới có thể tạo nên một cơn bão giống như Ngọc Trinh. Tuy nhiên, sự xuất hiện mới đây của cô nàng bé Út Quỳnh Hương, nhân tố được đầu tư mạnh nhất hiện nay của Vũ Khắc Tiệp, đã khiến cho nhiều người bất ngờ vì vẻ đẹp có đôi phần giống Ngọc Trinh. Phải chăng Vũ Khắc Tiệp đang áp dụng lại công thức sắc đẹp cũ và sẽ thành công khi tạo ra Ngọc Trinh thứ hai? Điều khác biệt ban đầu tạo ra là Quỳnh Hương được giấu kỹ càng, không thường xuyên xuất hiện trong các dự án của ông bầu thị phi này. Cô nàng chỉ được ra mắt chính thức khi vừa xuất hiện trong vai chính của một bộ phim điện ảnh Sói Trắng của Lê Hoàng. Quỳnh Hương được công ty định hướng sẽ là một ngọc nữ thế hệ mới, theo sau Tăng Thanh Hà hay Ninh Dương Lan Ngọc. Vì nét hồn nhiên, vẻ đẹp mong manh rất cuốn hút, vai diễn không quá nổi bật trong bộ phim này có lẽ là một bước khởi đầu không quá suôn sẻ, và có lẽ Khắc Tiệp phải cố gắng nhiều hơn nữa để xây dựng nên một hiện tượng mới với khả năng và sắc vóc của Quỳnh Hương. Thực hư bên trong biệt thự của hai hoa hậu giàu nhất Việt Nam. Người ta nói trong hai căn biệt thự đó giác vàng, kỳ thực ra sao? Biệt thự của Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên. Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên giới thiệu nhà riêng với khán giả truyền hình. Ngô Mỹ Uyên vừa xinh đẹp vừa giàu sang thành đạt. Nhắc tới Ngô Mỹ Uyên, người ta thường nhớ đến hình ảnh một hoa hậu toàn tài. Cô đoạt giải nhất cuộc thi tìm kiếm người mẫu thời trang khi 18 tuổi. Kế đó, Ngô Mỹ Uyên đoạt Hoa khôi Hoa hậu điện ảnh năm 1994 và Hoa hậu thời trang quốc tế Ai Cập năm 1999. Từ vị trí đăng quang cuộc thi người đẹp, cô rẽ hướng sang nghề ảo thuật, trở thành tên tuổi tại Mỹ. Tại đây, cô kết hôn với một doanh nhân giàu có. Tòa biệt thự của người đẹp hoa hậu này nằm tại vị trí đắc địa ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Kiến trúc nguy nga như một cung điện với đầy đủ tiện nghi được dát vàng 24K, từ trần nhà tới nội thất. Hoa hậu kim nữ ảo thuật gia có niềm đam mê với nghệ thuật. Cô dành riêng một góc trong căn nhà cho âm nhạc. Là một người phụ nữ thành đạt, Ngô Mỹ Uyên không thể không có tủ sách vàng. Góc làm việc của cô được bố trí toàn vật dụng đắt tiền và sang trọng. Các đồ nội thất trong nhà được mang từ Mỹ về, thuộc hàng đẳng cấp và hiếm trên thế giới. Phòng khách bề thế, toát lên tầm cao của người chủ. Không chỉ nội thất mà ngay cả trần nhà cũng được dát vàng. Các viền khung của giường ngủ cũng được dát vàng, thuộc loại nội thất cao cấp. Các vật dụng trong nhà cùng gam màu vàng ấm cúng. Ngay cả bậc cầu thang đi ra phía vườn cũng được dát vàng lên nền. Tài sản đồ sộ này có được nhờ tài năng của Ngô Mỹ Uyên khi cô được thế giới công nhận. Cô nhận nhiều giải thưởng về ảo thuật gia, được các đài truyền hình nước ngoài đầu tư làm show riêng. Bên cạnh đó, ông xã của Ngô Mỹ Uyên cũng rất giàu có. Ghé vào biệt thự của người đẹp hoa hậu, không thể quên tủ giày nhìn là mê. Trong biệt thự có riêng một khu vực để tiếp đãi các khách VIP. Một không gian giải trí riêng khi bạn bè của gia đình Ngô Mỹ Uyên tới chơi. Hồ bơi sang trọng với hệ thống phun nước massage hiện đại không khác một khách sạn 5 sao. Cách bài trí trong một góc vườn của biệt thự cũng rất hài hòa. Biệt thự và penthouse của Hoa hậu Hà Kiều Anh. Hà Kiều Anh giới thiệu biệt thự vườn với khán giả truyền hình. Tài giỏi quyến rũ là những gì người ta miêu tả về Hoa hậu Hà Kiều Anh. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 16 tuổi. Lúc vẫn còn là một cô sinh viên nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, Hà Kiều Anh đã sớm được ghi nhận cả về nhan sắc lẫn tài năng. Sau khi bước chân vào showbiz Việt một thời gian, cô sớm chọn con đường kinh doanh làm trụ cột chính. Vợ chồng Hà Kiều Anh đều là những doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực đầu tư, bất động sản, kinh doanh thương mại. Gia đình Hoa hậu sở hữu hai biệt thự đắt tiền hàng trăm tỷ đồng. Hà Kiều Anh từng lên tiếng phủ nhận giá trị căn nhà vườn 400 tỷ mà trước đó có tin đồn. Cô cũng mới sắm một căn penthouse đắt tiền khác ở thành phố biển Vũng Tàu. Gia đình hạnh phúc của Hà Kiều Anh bên cạnh ông xã giỏi giang và các con khôn lớn. Biệt thự nhà vườn của Hoa hậu tọa lạc tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, diện tích khoảng 240m2. Nội thất trong nhà tiện nghi và được lựa chọn kỹ mỹ, nhiều đồ được dát vàng quý phái. Không gian riêng tư như phòng ngủ cũng được trang trí như khách sạn 5 sao. Hà Kiều Anh cho biết, gia đình cô mất 3 năm để hoàn thiện căn nhà vì muốn mọi thứ thật chu đáo. Bể bơi trong căn biệt thự cho thấy sự kết hợp giữa nét bình dị và hiện đại trong không gian sống. Góc vườn nhỏ xinh giúp Hà Kiều Anh lấy lại cân bằng trong công việc. Một căn penthouse khác của gia đình Hoa hậu tại Vũng Tàu cũng rất sang trọng.
hội chị em bạn thân của Hà Kiều Anh tới đây nghỉ dưỡng. Phòng ngủ được trang trí theo phong cách hiện đại và lịch sự. Hai sao Việt khổ sở vì bị nghi ngờ cướp người yêu của đồng nghiệp hơn tuổi. Phạm Hương từng bị nghi ngờ cướp người yêu của Hồ Ngọc Hà. Huyền My từng bị cho là cướp chồng chưa cưới của Trà Ngọc Hằng, nhưng cuối cùng sự thật không phải như vậy. Phạm Hương bị nghi ngờ yêu đại gia Kim Cương của Hồ Ngọc Hà. Phạm Hương, Hồ Ngọc Hà là hai mỹ nhân hàng đầu showbiz Việt. Không chỉ xinh đẹp, giỏi giang, độ nổi tiếng của hai người đẹp luôn khiến đồng nghiệp phải ganh tị. Thời gian Hồ Ngọc Hà yêu đại gia Kim Cương, dư luận rộn lên tin đồn về mối quan hệ bất hòa giữa cô và Phạm Hương. Thậm chí dư luận còn đồn thổi Phạm Hương được người tình của Hồ Ngọc Hà tặng nhà 8 tỷ. Không có căn cứ xác thực, nhưng câu chuyện nhanh chóng phủ sóng truyền thông nhờ sức hút của hai tên tuổi nổi tiếng. Tuy nhiên, trong buổi họp báo ra mắt chương trình The Face mùa đầu tiên, Phạm Hương và Hồ Ngọc Hà đã nhanh chóng hóa giải tin đồn thất thiệt này. Khi bị MC hỏi về chuyện này, Hà Hồ chủ động chia sẻ rằng: "Chị thì nghe đồn em có người yêu rồi, chắc là em cũng nghe đồn chị có người yêu. Rồi chị cũng nghe đồn em yêu người yêu của chị, bây giờ em trả lời đi, mọi người bảo em chứ không bảo chị." Ngay sau đó Phạm Hương giải thích rằng: "Em thì chưa có người yêu và em cũng chưa biết người yêu của chị Hà là ai. Hiện tại chuyện tình của Hồ Ngọc Hà và người yêu đại gia Kim Cương đã kết thúc, trong khi đó Phạm Hương vẫn chưa khi nào tiết lộ về chuyện tình yêu của mình." Huyền My bị đồn cướp chồng chưa cưới của Trà Ngọc Hằng. Trước đây, Trà Ngọc Hằng từng có thời gian tâm sự về chuyện tình cảm với một đại gia ngoài 40 tuổi người Thái Bình. Thậm chí cả hai còn tính đến chuyện kết hôn và đã đi chụp ảnh cưới. Tuy nhiên sau đó Trà Ngọc Hằng bất ngờ cho biết cả hai đã chia tay. Cô cũng nói lấp lửng về một người thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ của mình. "Tôi không biết hai người họ bắt đầu từ khi nào, nhưng trong chuyện của chúng tôi ai cũng là người có lỗi. Trong khoảng thời gian giận dỗi, tôi cũng có nghe anh ấy đang quen người này, người kia, nhưng tôi thật sự không quan tâm cô ấy là ai." Khi ấy có tin đồn người thứ ba đó chính là Huyền My. Vì thời gian đó Huyền My cũng bị nghi ngờ là đang yêu một đại gia hơn nhiều tuổi. Tuy nhiên mới đây trong một talk show, lần đầu tiên Trà Ngọc Hằng trải lòng về câu chuyện này, cô cho biết đó là một người bạn thân của mình. "Tôi và người đó chưa lấy nhau, chưa có gì ràng buộc. Khi trưởng thành hơn, tôi không nghĩ đó là tình yêu, mà đó là một thời tuổi trẻ bồng bột và mù quáng. Lúc đó khi tôi đang có bạn trai, thì một người thứ ba nhảy vào, đó là một người bạn rất thân với tôi." Khi MC nhắc đến Huyền My và hỏi thẳng có phải là Á hậu Việt Nam không, Trà Ngọc Hằng phủ nhận và minh oan cho Huyền My. "Không phải Huyền My, vì tôi và cô ấy không phải là bạn. Chỉ có một lần tình cờ tôi đi chơi với bạn và gặp Huyền My thôi. Không chỉ Huyền My, tôi cũng nghe người ta đồn một số người đẹp khác chen chân vào quan hệ của mình, nhưng tôi không biết chính xác và có cơ sở để khẳng định." Tuy vậy, Trà Ngọc Hằng cũng cho biết thêm, cô không muốn nói với người đó là ai và câu chuyện đã qua lâu, tình cảm phai nhạt dần nên không còn trách móc gì. "Tôi không muốn nói người đó là ai, thật ra tôi là người thứ nhất nhưng đã vô tình trở thành người thứ ba do tình cảm lâu ngày đã phai dần." Với tính cách trả lời thẳng thắn như trên, Trà Ngọc Hằng nhận được nhiều lời khen ngợi vì đã hóa giải nghi ngờ của mọi người về câu chuyện giữa cô và Huyền My, đồng thời cũng giúp Huyền My lấy lại được hình ảnh sau thời gian gặp nhiều tin đồn thất thiệt. Chân dung người đàn ông khiến Thảo Trang và Phan Thanh Bình chia tay. Sau khi chia tay, nhiều cư dân mạng đồn đoán về người thứ ba khiến cuộc hôn nhân của Phan Thanh Bình và Thảo Trang đi đến hồi kết. Cuộc hôn nhân của Phan Thanh Bình và Thảo Trang đi đến hồi kết khiến khán giả đầy tiếc nuối. Mới đây, cư dân mạng đã tìm ra nguyên nhân khiến cặp đôi này đường ai nấy đi. Đó là sự xuất hiện của người thứ ba. Cụ thể, bà xã của Phan Thanh Bình đăng từ hồi tháng 8 2015 trên trang cá nhân với status đầy ẩn ý. Trong thời điểm đó, Thảo Trang và Phan Thanh Bình chưa chia sẻ về chuyện đã ly hôn. Đa phần người hâm mộ vẫn nghĩ đó là chồng của cô. Không lâu sau đó, khi chuyện tình cảm của cặp đôi nổi tiếng đổ vỡ, thì người hâm mộ mới vỡ lẽ họ đã không hạnh phúc suốt thời gian qua. Và người đàn ông ôm ấp tình tứ mà Thảo Trang chia sẻ là ai khi đó không phải là Phan Thanh Bình. Cư dân mạng phát hiện đó chính là diễn viên Khôi Trần. Khi thông tin Thảo Trang ly hôn với chồng được chia sẻ, nhiều người đã tìm ra người đàn ông giấu mặt này có điểm tương đồng với người chụp chung với Thảo Trang và các đồng nghiệp. Đầu tiên là chiếc khăn quàng cổ và mái tóc của Khôi Trần trùng hợp với bức ảnh giấu mặt người đàn ông Thảo Trang đăng trước đó. Hơn nữa, hồi tháng 10, khi tấp thùng Thảo Trang đi dự sự kiện, Khôi Trần cũng đăng bức ảnh này kèm status: "Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi." Khiến nghi án anh là nguyên nhân khiến gia đình Phan Thanh Bình đổ vỡ được đồn đoán. Dù những bằng chứng lần lượt chỉ vào mình, Khôi Trần vẫn một mực khẳng định anh và Thảo Trang chỉ là bạn bè và không phải là người phá vỡ hôn nhân của Phan Thanh Bình.
Tôi và Trang quen nhau từ phim Gió về Cù Lao năm 2012. Chúng tôi là anh em chơi thân cùng nhóm bạn. Mọi người đồn tôi sao cũng được, nhưng đồn Trang như thế thì thật tội cho cô ấy. Nói như vậy, hóa ra Trang là người hoàn toàn có lỗi. Tôi đọc báo, đa số khán giả cũng bình luận phê phán Trang. Người ngoài cuộc đâu hiểu lý do thật sự gia đình họ rạn nứt, vì vậy chúng ta không nên đánh giá mọi chuyện qua vẻ ngoài và cảm tính. Hiện tại Phan Thanh Bình vẫn lẻ bóng, tuy nhiên công việc của anh khá thuận lợi và dạo gần đây rất chăm chỉ xuất hiện trên truyền hình khi tham gia một vài game show. Còn Thảo Trang vẫn tiếp tục công việc diễn viên và cô nàng còn lấn sân sang mạng kinh doanh khi mới quyết định đầu tư vào một nhà hàng.